Thưa quý vị, từ chiều tối nay, các tỉnh ở miền núi phía Bắc đã có mưa rông. Đợt mưa này được dự báo kéo dài trong 2 ngày và có điểm mưa lớn, nên cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo về lũ quét, sạt lở, cũng như xuất hiện đợt lũ nhỏ trên các con sông. Hiện nay, mực nước trên các sông suối khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm, phổ biến thấp hơn báo động 1 từ 1 đến 3 mét. Cảnh báo trong 2 ngày tới do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy dần xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 3.000 mét, nên ở Bắc Bộ có mưa rào và rông. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm trên 24 giờ, có nơi trên 120mm trên 24 giờ. Trên lưu vực hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 3m, hạ lưu từ 1 đến 2m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông chảy ở mức báo động 1, báo động 2. Trên thượng lưu sông Cầu, sông Lô và sông Thao ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên.